vua nhà Triều Thiên. Ui, ngươi rốt cuộc có giúp ta không? Vội cái gì chứ, ta đổi nói là không giúp ngươi. Lý Văn Mục, tiểu tử đó giết người yêu của ta, cướp thánh khí của ta, ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Yên tâm, nếu ngươi đã đồng ý liên minh với ta, vậy ngươi cũng là người. Chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta. Diệp Thành, suy đoán của tổ chức quả nhiên không sai, hắn đang có âm mưu gì? Chẳng qua ngươi còn lại là ai? Ngươi nhẫn nại thêm một chút, ta đảm bảo với ngươi, chỉ cần đến toàn vụ chiến, tiểu tử Lý Vân Mục đó chết chắc rồi. Mục tiêu của họ là vũ chiến và Lý Vân Mục. Phải lập tức thông báo về tổ chức mới được. Bị phát hiện rồi. Ồ, cái mặt nạ này quen quen. Nếu bà nào đã xem bộ truyện Naruto rồi á, thì sẽ thấy cái mặt nạ này rất là quen. Lại có một con chuột tra trốn vào. Đưa mởn đi. Lửa Prometheus là cái gì? Nhóc con, nếu ngươi là Prometheus, vậy thì ta là Giê-xu. Không, Giê-u gì đó. Anh em tao cảm nha. Xem ta lần nữa khóa ngươi vào đáy lâu. Lôi tầm quán hồ. Hồ quán độc mãi. Xem ra bị công hội huyền giả chú ý đến rồi. Tất phiền phức. Ngay cả người trong đêm cũng phái ra rồi. Tuy có thể để hắn sống sót rời đi, nếu không thì tiêu rồi. Huyền lực của tên này mạnh quá, mình không đối phó nổi hắn. Buồn lui. Một quyền. Xích hồng liên. Lôi quang tỏa. Lôi phạt. Thật không hổ là một trong những người phong đêm mạnh nhất. Giả khuyển của loài mình quả nhiên danh bất hư truyền. Từ khi đầu tên này mạnh quá. Xin lỗi nha, vì đại nghiệp của ta hôm nay, ngươi phải chết ở đây. Ngươi rốt cuộc là ai? Vậy thì để ta cho ngươi chết rõ ràng. Ngươi là ngươi? Lâu rồi không ngủ đến tự thức nữa. Ngày tới hòa bình thật là tốt. Lý Văn Mục, mau mở cửa ra, xảy ra chuyện rồi. Hay làm cái gì vậy? Sáng ra đã gọi hôn rồi. Cậu lúc nãy nói gì? Chết rồi. Nạn nhân khi còn sống đã được bí ngược đãi. Hai mắt bị môi ra, xương sườn gần như đã gãy hết. Gần tay gần chân cũng bị cắt đứt, ngay cả chân trái cũng không thấy nữa. Tức tàn nhẫn, rốt cuộc ai đã ra tay chứ? Lúc kiểm tra thì thợ tay trái của cậu ấy nhắm mắt, nhắm chặt một đoạn dây xích này. Đưa đi. Đừng có đụng bừa, khi đó phải đưa đến vật phòng chứng. Diệp Thành, ta giết ngươi. Lý Văn Mục, cậu ấy đã mất đi lý trí rồi. Đứng lại cho tớ. Cậu muốn làm cái gì? Cái người luôn bình tĩnh ấy đi đâu rồi? Trương Đại Hùng, cậu buông tớ ra,
ta phải đi giết tên Diệp Thanh đó. Bây giờ chỉ có một sợi dây chuyền, cái này căn bản không thể chứng tỏ điều gì. Cậu cảm thấy Triều Tiên Tông sẽ vì vậy mà giao Diệp Thanh ra sao? Vậy thì ta sẽ huyết rửa Triều Thiên Tông. Được, cậu muốn huyết rửa Triều Thiên Tông, tôi đi cùng cậu. Nhưng cậu cảm thấy hai chúng ta làm được không? Cho dù cậu và tôi làm được, thì sau đó thì sao? Vô cớ giết một tông môn, cậu làm sao giải thích với công hội huyền giả? Cậu nói đi. À, Diệp Thanh. Thanh chức nữ, thật không ngờ cậu chủ động tìm tôi, có chuyện gì? Tôi muốn tham dự toàn vũ chiến. Ồ, đổi ý rồi sao? Tôi có thể biết nguyên nhân thay đổi không? Lối thi đấu này không cẩn thận đánh chết đối thủ, cũng hợp lý phải không? Đúng là một đứa trẻ thú vị. Được không? Tôi muốn đi giết người đó. Tôi không hề quan tâm lý do của cậu là gì. Tôi chỉ muốn biết cậu có thực sự có động lực tham chiến hay không mà thôi. Động lực này đủ rồi. Nhưng mà phần lớn người tham gia vụ chiến đều là hai người, một tiểu đội và một cậu thì chỉ có một mình. Một mình tôi là được rồi. Ê vô, Lý Vân Mục, cậu về rồi. Lâu rồi không gặp, có muốn đi uống một ly không? Bỏ đi, hôm khác đi. Cậu thực là cái gì? Cũng không biết, ngay cả thể hệ sức mạnh của huyền giả cũng không biết. Cậu cần cậu lo sao? Cái đầu ngốc này, nói với cậu bao nhiêu lần rồi, phải thả lỏng. Ây, đau quá, khốn nạn. Ai, tiểu tử này tao biết ăn đâu. Chuyên lừa mấy cái món mắc tiền. Dù sao cậu tốn tiền không ăn uống. Muốn khóc thì khóc cho ra đi, sao phải giả ngầu chứ. Ai, cậu phiền thiệt đó. Tôi bảo thành chủ thành chức nữ đế để cử tới đi vũ chiến rồi. À, tớ nhất định phải giết Diệp Thạch, cho dù chỉ một mình tớ. Ừ, cậu được mà. Tớ nhất định phải. Tiểu tử, tớ đi dựa dẫm người khác đi. Đại Hùng, giúp tớ đi. Đi đây, cậu muốn đi đâu? Con có thể đi đâu nữa? Vượt tháp. Vượt tháp. Vượt tháp rồi. Bạn có thông tin sao mới xin cách nói? Bạn có thông tin xin mới à? Tốt quá rồi, cuối cùng cũng kết nối được rồi. Đại ca, anh còn nhớ em không? Em à, chúng ta đã từng gặp ở chợ đen dưới lòng đất đó. Anh không biết anh có tiện đến chợ đêm một chuyến nữa không? Hả? Đây là sinh mệnh thánh thủy, em lấy đâu ra vậy? Không lâu trước đó, từ một lão già lấy được đó. Em nhớ lần trước anh muốn tìm thứ này á. Cái này thực sự giúp một việc lớn rồi. Bao nhiêu tiền? À, tiền thì thôi đi, anh đã từng cứu qua mạng của anh em. Em từ nhỏ đã sống ở đây rồi, mọi thứ ở đây đều rất quen. Anh nếu có gì cần em cần nghe tin thì nói với em là được rồi, không thu tiền. Vậy nha, ta biết. À, chờ chút. Từ nhỏ đã sống ở đây sao? Thật vất vả. Điện Chiến Thành. À, Tư Mã, mở cửa. Có người không? Người đến là ai? Trong địa chiến thần điện, cấm vào trong. Tôi là Lý Văn Một, huyền giả số hiệu 9930 số 4. Tôi đến tìm ba mẹ của tôi. Đây là thư mời của tôi. Được phép thông hành. Hả? Đây chính là điện chiến thuật. Sao lại đơn sơ một cách bất ngờ? Thú gì? Ông Lý, mời đi theo tôi. Chỗ này cách hội trường khá gần. Hội trường.
Chờ chút, thả tôi ra. Tôi đã nói là tôi đến tìm người, không phải là đến làm kiểm tra cho má gì các người đâu. Nếu cậu đã cầm thư mời đến đây, vậy cậu chính là người của thần điện rồi. Không, kiểm tra không thể thiếu được. Hay các người cũng quá không nói lý lẽ rồi. Đừng quá đáng quá. Lôi pháp. Đây đều là các người tự tìm, vốn không hề nghe người ta nói mà. Lôi thuộc tính à? Tức là thuộc tính hiếm có, nhưng tấn công còn thiếu chút lửa đó. Không suy nghĩ, đây chính là điện chiến thần sao? Lôi pháp của mình ngay cả người giữ cửa cũng có thể nhẹ nhàng đốn được sao? Thật đáng sợ. Là ai đang quậy vậy? Tần Phong chiến tướng, thật không ra gì. Chiến tướng điện chiến thần Tần Phong. Hey, lão Tần, cờ còn chưa chơi hết sao ông lại chạy rồi? Ý hả? Lão già thối, ông lại vàng rủi ở đây như vậy, vả lại một bộ dạng rất quen với người ta nữa. Ồn ào quá à, không thể nhỏ tiếng chút sao? Người này chẳng phải là chiến tướng à? Ông, một dân thường sao có thể quen hắn? Ta và lão Tần vốn là bạn già nhiều năm rồi. Nếu không, con tưởng võ tranh chiến binh từ đâu mà có chứ? Vì sao vậy? Tôi nghĩ không thông. Ông chỉ là một chiến tướng, sao lại là bạn của lão già này? Hả? Ngày càng thức tỉnh cũng không thức tỉnh, vừa lười lại ham ăn, miệng thì thối, có chút háo sắc. Ông muốn gì ông ấy? Thì tiện chết tiệt, còn rốt cuộc đến đây làm cái gì? Truyền môn đến chơi cha con à? Cầm lấy nè, sinh mệnh thánh thủy, cái này không dễ có được đâu. Con đã từng nói sẽ khiến cha có thể đi trong hiện thực mà. Mau uống đi. Có phản ứng rồi. Đến rồi. Mọc ra rồi. Vẫn là chân của mình dùng thoải mái nhất. Vậy thì tốt rồi, chân cũng đã mọc ra. Con rút. Rồi, con rút trước đây. Chỗ mẹ và chị ba chào hỏi giúp con đã được rồi. Cháu thật sự không làm kiểm tra điện chiến thần ta sao? Không, bây giờ con chưa được. Con đã thay mặt thành chức nữ tham gia toàn vũ chiến rồi. Nếu bây giờ gia nhập điện chiến thần sẽ rất phiền phức. Vậy tiếp theo con dự định cái gì? Cách toàn vũ chiến còn một tháng, con chuẩn bị tìm một ám vực đặc huấn. Toàn vũ chiến lần này con phải thắng. Ám vực chỗ đó chỉ có thể nâng cao kỹ xảo chiến đấu với thú vĩ độ mà thôi. Đối với việc chiến đấu với người vốn không giúp được gì, ta nói có cần người làm cho huấn luyện, có cần người làm cho làm cha này huấn luyện giúp con không? Thành chủ, bên ngoài có một thanh niên muốn nói gặp người. Ồ, dẫn hắn vào đi. Phủ thành chủ thành chức nữ, xin người hãy tiến cử tôi đi toàn vũ chiến, đồng thời dạy tôi làm sao mạnh hơn đi. Làm ơn. Đường đường là đại công tử, thủ phú trường giờ của Phụng Thành, lại quỳ xuống cầu xin trước mặt người ngoài thế này, kiêu ngạo của trương gia các người đi đâu cả rồi? Tôi có một người nhất định phải giúp. Ở trước mặt cậu ấy, kiêu ngạo của tôi không đáng một xu. Tôi bây giờ chưa thích trở thành trợ lực đáng tin cậy của cậu ấy, cho nên tôi phải mạnh hơn nữa mới được. Do đó, người muốn làm gì cũng được, làm ơn đi. Nếu là huấn luyện của tôi sẽ rất khổ đó, cậu phải theo kịp. Mỗi sáng 3 giờ bắt đầu đặt huấn, thời gian không chờ. Vô cùng cảm ơn đại chiến thần. Ê, cố lên, đừng có thua mất mà. Điện chiến thần đó. Chiến vua dài, đại diện vũ chiến của đại chiến thuật. Xảy ra chuyện gì vậy? Ở bên ngoài có một tiểu tử đến, đang đối liên với người của chúng ta. Đã đánh bại 4 người rồi, vả lại cậu ấy còn là một phủ tinh. Phủ tinh? Thuộc tính bằng bình huyền lực sao? Đại chiến thuật nỉ quả nhiên ngõ hữu tàn lộc, mình nhiều lực.
họ hữu tàn long minh, hiệu lực nhiều như tiêu chuẩn vậy. Là sao? Hình như có gì sai sai. Nhưng nếu là mân, vậy thì không đáng, không có gì đáng sợ cả. Tiêu Dương đại liêu công, nghiệp hóa liêu nguyên. Vừa lôi vừa hỏa, biết tạp thực đó. Từ đâu học vậy? Thì mân bị tán chảy rồi. Luyện ngục quỷ thiêu. Quá wow, trời, lại thua rồi. Ngươi này rốt cuộc từ đâu tới vậy? Lão Lý à, con trai của ông không đơn giản nhờ. Vốn chính là tư chất siêu thượng đẳng đó. Body tư chất của nó vốn chính là gấp thấp nhất mà. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có cách nghịch thiên đổi mệnh à? Ai, lấy một người. Chú Tần à, con nói chiến thiện thần điện này của chú chỉ có chút thực lực này thôi sao? Người tiếp theo là ai đây? Còn ai muốn lên nữa không? Để tôi luyện với cậu. Chẳng qua là tìm mấy người mới luyện với cậu. Cậu còn không thích thiệt đó hả? Lão già tối à? Cậu lên làm cái gì? Lâu quá không động rồi, lên chơi với con. Đừng có đùa nữa, còn chưa thức tỉnh làm sao mà chơi? Chưa thức tỉnh thì sao chứ, tiểu tử? Con quá dựa dẫm vào huyền lực rồi. Đến bộ xương già này cố ba ra bệnh không chết còn nữa nhờ. Ta chờ hơi hừng hực, hơi bực rồi. Trung bố tốc độ khá nhanh vậy. Không chỉ nhanh mà đâu, không chỉ nhanh mà thôi. Lão Lý đối với ông mà nói tiểu quỷ cấp bậc này vẫn quá thoải mái rồi. Cái này của ông cũng được xưng là ôi trời, phụ ái như sơ quyền. Người đàn ông chưa thức tỉnh mạnh nhất. Quen quen. Ồ, nặng quá, con nhận thua đi. Không thật, tôi là con ruột của ông đó. Ông lại đánh tôi như vậy sao? Tôi phải nói mẹ. Chủ đó rốt cuộc là gì? Tôi hồn tôi không cảm nhận được quyền lực của ông ấy. Nhưng mà ông ấy lại có thể đánh đến tiểu tử đó không thể trả tay. Sao hả tiểu tử? Bị một tên cảm ứng đánh mày thì có cảm giác gì hả? Rất không phục phải không? Đừng để trong lòng, ngay cả ta cũng không dám đảm bảo nhất định sẽ thắng được lão hồ ly này đâu. Đừng có xem cha con bây giờ là cái bộ dạng này. Lúc còn trẻ, ông ấy chỉ dựa vào thể thuật có thể làm tổng giáo đầu của chiến thần điện đó. Đó là chuyện hồi trước rồi. Nói với nó nhiều như vậy làm cái gì? Sao hả tiểu tử? Rốt cuộc có muốn ta đặt huấn tử mệnh không? Sẽ rất cực khổ đó. Có thể chết đó. Biển giới thành chức nữ ấm quỷ vương ấm cực. Hừ, ta đầu hàng, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Quỷ vực giao quỷ ảnh thế thuật của người ra. Bây giờ ta cần nó. Ta giao làm ơn quả ta ra. Lại có thể nhẹ nhàng chế quỷ phục vương giả cấp, quỷ vương cấp vương giả. Đây chính là thực lực của chiến thánh sao? Cầm mà đi học đi. Quỷ ảnh thể thuật, đây là gì? Nếu muốn mạnh thì phải làm theo lời tôi, đừng hỏi những chuyện khác. Biết rồi. Một tháng sau, Hắc Long đảo. Hay, con không mau bắt đầu sao? Vừa cái gì chứ, các nhân vật lớn còn chưa tới mà. Năm nay người tham gia khá nhiều nhỉ? À, đi là... Đại điện lục đại thế lực. Có biết năm nay có ai có thể khiến ta sát mắt xuất hiện không? Đại diện phá thiên bảo, đại diện điện chiến thuật. Yên tâm đi, năm nay tuyệt đối có học trông tốt, tôi đảm bảo mà. Phải đó, nhất định sẽ có kịch hay để xem đâu. Đại điện thần thánh thiên giáo.
Tần lão ca khẳng định vậy, hình như là biết điều gì đó. Đại diện Đào Lâm, hắn đương nhiên dám khẳng định, dù sao năm nay điện chiến thần cũng ra người rồi. Đại diện Hải Thần Điện, đại diện Mãn Thần Điện. Điện chiến thần cử người rồi, vậy năm nay không chán rồi. Tôi không nói hạt giống tốt này của điện thần, điện chiến thần chúng tôi nhờ. Trung Châu Kiếm Thánh đến. Wow, Kiếm Thánh đại nhân đích thân ông ấy tới rồi à? Ông ấy là người cấp chiến thánh đó. Ê, đừng cản đường. Cự Thiên Mãn Vương Hồng Mãn Châu đến. Ui, cái gì nữa? Chim, mau nhìn trên trời kia. Đó là Mận Điểu. Mau xem, người trên đó là Mận Cùng Băng Tuyết Thánh Nữ Diệp Thiên Tuyết tới. Ngay cả Băng Cung Tuyết Nữ cũng cử người đến sau. Lần này đó nhiệt rồi. Trong nước có đồng tỉnh rồi. Quá, wow, cá to thiệt. Đây là quỷ quật gì vậy? Hải tộc thánh nữ Hải Nguyệt tới. Nếu đã là cá thì cút về biển đi, ở đây gây náo việc gì chứ. Triều Thiên Tông Diệp Thành đến. Lần này người nên đến cũng đến hết rồi, sắp bắt đầu được rồi. Chờ thêm chút nữa đó, nếu không chờ tiểu quỷ đó sẽ thiếu rất nhiều thú vị đó. Tức là cá lớn từ đâu đến vậy? Gió chết người rồi. Lý Vận Mục thành chức nữ tới. Đại hùng quỷ còn chưa đến sao? Trúc Lâm Tông Trương Viễn Kim Tình bắt đầu đăng ký trước kỳ thi rồi. Trương Đại Hùng tên đó sao còn chưa tới? Hắn cũng có lúc không đáng tin vì sao. Tiêu Thiên Tộc Diệp Thánh Hồng Tinh, thật hay giả gì? Diệp Thánh một tháng trước chẳng phải còn là phổ tinh sao? Thật không ngờ hắn trước rốt cuộc đã đẹp bao nhiêu cấp vậy. Diệp Thánh, tôi muốn cầu nợ máu trả máu. Mẫn Cung Diệp Thiên Tuyết Kim Tịch, người tiếp theo. Không có động tĩnh gì hết. Cái gì chứ? Thành chức nữ Lý Vận Mục phổ tình, không đủ tư cách tham gia thi đấu. Hả? Có làm không vậy? Phổ tình sao? Coi xem đây, là đâu mà đâu chứ, mau cút về nhà đi. Nghe nói gần đây trên giang hồ có một người nổi tiếng, tôi còn tưởng lợi hại cỡ nào chứ, kết quả thì lại là phổ tình. Đừng có làm mất mặt nữa, cút đi. Cho dù là phổ tinh thì sao chứ, sự tích của Lý Vân Mục sớm đã chứng tỏ cậu ấy có đủ năng lực tham gia vũ chiến. Chẳng lẽ chỉ vì cậu ấy có phải là hiền giả kiềm tình thì khước từ ngôi cửa hay sao? Quy định chính là quy định, nói rõ phải vượt qua cấp, qua tầng 70 của tháp vinh dự, đồng thời đạt đến cấp trên kiềm tình mới có thể tham dự vũ chiến. Chẳng lẽ vì hắn là người của chiến thành thì có thể làm trái quy định mọi người đều phải tuân thủ sao? Cậu, ai nói chúng tôi muốn làm trái quy định chứ? Chẳng phải đến kiềm tinh là được rồi sao? Chờ chút để tôi nhớ xem, lúc nãy là cấp gì ấy vậy? Hình như là Hồng Tinh phải không? Hả? Vậy thì sao? Sao? Nhìn kỹ cho tôi nè. Hả? Chẳng lẽ hắn muốn ngân tinh? Phá! Trời, Lý Văn Mục tiến cấp rồi, sao có thể chứ? Cho dù lúc trước hắn áp chế cấp của mình thì muốn đột phá cũng phải tìm chỗ không người đã thông huyệt vị từng tầng chứ. Chờ chút, hắn còn chưa kết thúc. Kim huyệt phá. Ôi trời, lại nâng lên kim huyệt rồi, liên tục đột phá hai cấp. Hồng tinh mở.
Trời ơi, sao giống như Son Goku vậy? Muốn tăng cấp, muốn tăng thêm sức mạnh thì cứ gồng người lên là lên à. Một lần nâng đến hồng tinh rồi. Sự tích này thật có thể viết vào sách giáo khoa truyền kỳ rồi đó. Tiểu tử này thú vị thật. Sao hả, Diệp Thành? Còn gì muốn nói được không? Hay là cậu muốn tôi tiếp tục đột phá nữa? Nhưng mà như vậy giết chết cậu thì không còn thú vị gì nữa. Tôi biết cậu đã làm gì. Tôi nhất định sẽ khiến cậu đền mạng. Hết người đăng ký rồi phải không? Vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi. Khốn nạn, Trương Đại Hùng, cái tên đó rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Ai, sắp không kịp được nữa rồi. Nếu không kịp, mình nhất định sẽ đánh nổ đầu cậu ta. Hả? Trực thăng. Wow, các người nhìn trên trời kìa. Đó là trực thăng. Wow. Xin chào, tôi đến đăng ký thành chức nữ Trương Đại Hùng. Khốn nạn đó, cậu đến trễ quá vậy. Xin lỗi, lúc nãy đi vượt tháp không chú ý thời gian, không cẩn thận đã vượt quá rồi. Trương Đại Hùng thành chức nữ hồn tính. Một tháng không gặp, biến hóa khá lớn vậy. Không chỉ nhân đến hồn tình, tóc cũng cắt ngắn rồi. Ở ám vực tu luyện tóc dài rất bất tiện. Tiểu Mục Mục. Lý Tứ, sao cậu cũng đến rồi? Ta đến là vì tiểu nặc kia, cô ấy bảo tớ tổ đội cùng với đại diện Thiên Quân Bảo xuất chiến. Hai người tổ đội à? Tớ không ngờ đó. Dù sao cũng không còn ai được lựa chọn nữa. Tức là bầy hoa xây vọc. Sở Thanh Vũ. Hai, lâu không gặp, gần đây thế nào rồi? Cũng được. Bởi vì mọi người đề cử tôi bây giờ tạm thời thay vị trí thành chủ của cha. Nhưng cái đám lão đầu thối đó đã không cần sự giúp đỡ của cậu nữa, rút về thành cho cậu rồi. Hả? Đó là đương nhiên, thu thập của một vợ thành không ít mà. Ây ô, thanh niên đầu triều khí à. Ồ, đó không phải là hội trưởng của công hội huyền giả đại nhân đồ đức sao? Mớ tuổi rồi còn bò cao như vậy, thích thể hiện hả? Hơn nên các tuyển thủ đã đến toàn vũ chiến kỳ 54. Là ban tổ chức cuộc thi lần này, tôi chúc mỗi vị tuyển thủ đạt được thành tích lý tưởng. Các người đều là thiên chi kiều tử. Đều là cái gì vậy? Hình như là trước khi nói ghi chép những cái từ gì trong tay á, chắc là sợ quên. Không tìm thấy nữa, bỏ đi. Hả? Là cái gì chứ? Nói chung là hiếm khi được gặp, tận tình và quậy phá đi. Toàn vũ chiến kỳ 54 bây giờ bắt đầu. Tiểu hức, tôi chờ không kịp nữa rồi. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Vậy thì bắt đầu kiểm tra hạng mục 1 đi. Thế giới vô trì. Hả? Chuyện gì vậy? Huyền lực của tôi mất tích rồi. Chuyện này là sao chứ? Lão già đó lúc nãy đã phát động năng lực nào đó, khiến huyền lực của tất cả chúng ta bị áp chế xuống rồi. Đi rồi, kiểm tra một vòng. Vòng 1 chính là kiểm tra chiến đấu cơ thể bắt đầu. Mãn mà chi phi mở công pháp không gian. Đây chính là năng lực của hội trưởng công hội huyền giả. Thật không thể ngờ. Trong cửa này còn có một con thú mẫn mờ móng vuốt sắc. Đây là thú vĩ độ hung hãn nhất giai đoạn hồng tinh. Mà kiểm tra vòng 1 của các cậu chính là trong cửa giải quyết thú vĩ độ trong đó.
Đương nhiên, dưới tình trạng không có bất kỳ huyền lực nào, cơ thể và kỹ xảo sẽ là chỗ dựa chiến đấu của các cậu. Một khi vào trong cửa, sống hay chết phải dựa vào bản thân các cậu rồi. Cho nên tôi cho thời gian suy nghĩ một phút đó, quyết định có tiếp tục tham gia toàn vũ chiến không. Người kiểm tra thứ nhất, Bạch Sa Môn Cố Thiên Thạch, xin hỏi có tiếp tục không? Đương nhiên. Bao nhiêu kia đó chẳng phải là một trong tam đại hải thành người mới mạnh nhất cử thành sao? Wow, phải đó, người mạnh như hắn nhất định có thể dễ dàng qua quại kiểm tra rồi. Ồ, đây chính là thú mãn sát mà bông sắc à. Rồi, cứ việc đến đi. Đi rồi, vậy thì để chúng ta xem tình hình bên trong nào. Hả? Căn bản không có gì hay cả hả? Phải đó, Cố Thiên Thạch nhất định sẽ nhẹ nhàng thông qua. Hả? Cái gì? Sao lại vậy? Cố Thiên Thạch hắn bị giết rồi. Tại sao? Hắn là người giỏi nhất trong Hồng Tinh mà. Cố Thiên Thạch, bài kiểm tra thất bại rồi. Cứ tiếp. Người tiếp theo Cao Vĩ Châu. Đừng đùa chứ, ngay cả Cố Thiên Thạch cũng bị giết rồi. Ai, tôi không chơi nữa. Cái gì mà toàn vũ chiến chứ, mà hắn quan trọng hơn. Quả nhiên chỉ là một đám gốc chỉ biết dựa vào huyền lực mà. Ấy chà, đây chẳng phải là thiếu tinh tướng của ta sao? Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Phút a à. Hồng Sơn Thành trừ rối, kiểm tra thất bại. Hả? Lại chết một người nữa rồi. Sáu người rồi đó, không ai sống đi ra hết. Hay là chúng ta rút lui đi? Ai, chẳng qua người tham gia năm nay rốt cuộc có được không vậy đó? Gọi người có chút gì đó xem nào. Thanh chức nữ Lý Vân Mục có tiếp nhận kiểm tra không? Tiếp nhận. Ồ, tận mắt thấy cũng khá lớn vậy. Không biết tốc độ thế nào. Wow, mau xem kìa, hắn né qua rồi. À, cái này bị giống chứ, cuối cùng cũng có chút gì đã xem rồi. Cơ thể lớn như vậy, có thể có tốc độ như vậy tức là bất ngờ. Nhưng mà so với lão già thối ở khu vực xa xôi nào đó thì kém xa rồi. Ý, bộ truyện này khá giống với bộ Luffy nha. Là năng lực, mỗi người có một cái năng lực riêng. Và sau này thì sức mạnh quyết định chiến đấu sẽ là Haki. Thì cái này thì cũng giống vậy thôi. Tương tự, Lý Vân Mục chỉ dựa vào sức lực của mình đã chấn động con cự thú này rồi. Wow, xử rồi. Bị đánh trúng rồi. Chớp, bẻ một cái sừng rồi. Ha, xong. Wow, hắn giết chết thú mãn ma vuốt sắc rồi. Tốt lắm, Lý Văn Mục thành chức nữ, khiêu chiến thành công. Wow, đẹp trai quá đi, nhẹ nhàng thông qua rồi. Phải đó, hắn lại là người đầu tiên thông qua kiểm tra. Hắn quả nhiên làm được rồi, chứ ta cũng phải cố lên. Trò cổn cột, Triều Thiên Tông Diệp Thạch khiêu chiến thành công. Thanh chức nữ Trương Đại Hùng khiêu chiến thành công.
Thiên Vân Bảo Lý Từ khiêu chiến thành công. Thiên Vân Bảo Lưu Nặc khiêu chiến thành công. Kiếm Thánh Tông Lăng Sương khiêu chiến thành công. Chiến Điện Thần Chiến Vua Nhài khiêu chiến thành công. Thanh Vân Tông Sửa Thành Vũ khiêu chiến thành công. Tiểu Vũ cũng không qua rồi à? Lần này chúng ta hoàn thành ải hết một lượt rồi. Vậy thì không có gì để xem nữa, chúng ta qua bên kia chờ kết quả đi. Triệu Thiên Tông Triệu Tử Phạm khiêu chiến thành công. Hả? Cậu sao vậy? Từ sau khi Sở Thành Vũ vượt ải đến bây giờ, rõ ràng cả một phút còn chưa tới. Triệu Thiên Tông từ lúc đầu có một tình biến thái như vậy. Vòng 1 xem như kết thúc rồi. Ây da, dạ, trực tiếp bước đi phân nửa người à. Các người đã chứng tỏ bản thân trong hoàn cảnh ác liệt vẫn có năng lực chiến đấu. Các người cũng có tư cách vào vòng 2. Hoán linh các này chính là hội trường kiểm tra vòng thứ 2. Đương nhiên, vòng kiểm tra vòng thứ 2 không cẩn thận cũng sẽ chết nha. Các người vẫn có một phút suy nghĩ. Người không muốn tham gia còn có cơ hội rời đi. Nếu như bạn đã giác ngộ quyết định cược mạng sống, vậy thì bước qua cánh cửa đó đi. Hành lang này sâu thật đó. Rõ ràng ở ngoài nhìn chỉ là một căn phòng nhỏ. Hội trưởng đó hình như là hệ không gian. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta đã vào trong không gian ông ta tạo ra rồi. Cuối cùng cũng hết đường rồi à? Cửa lớn quá. Mở ra xem thử đi. May mà có người tóc mãn ở đây đó. Bên trong lạnh quá, hàn khí nặng quá. Đây là tượng đá. Trông kỳ lạ vậy. Mặt người thân xà. Đây là thần tượng xà vô nữ yêu. Nghe nói là vì... Hả? Ôi, chuyện gì? Làm gì mà hớt hải vậy? Cái tượng đá đó. Mở mắt rồi. Cái gì? Ui, đây là sao vậy? Chị Sương à, buồn ngủ quá, mắt mở không lên. Ánh sáng lúc nãy rốt cuộc là cái gì chứ? Chào mừng vào võng trà số 2. Ngủ một giấc ngon đi nào. Nhưng mà phải cẩn thận một chút nha, nếu không có thể sẽ không về được nữa đó. Hả? Đây là rừng mưa. Chắc là tượng đá đó đã truyền mình tới rồi. Lý lùm lùm lúc nãy con nói cảm ứng được sức mạnh nguồn nước mà. Ý ây da, cái gì đây? Ở hướng ngọn núi lạ đó à? Đi, nắm vững nha. Còn chưa có ai tỉnh lại sao? Lâu quá vậy trời. Ê, chúc mừng thánh nữ hải tộc là người đầu tiên thông qua kiểm tra. Dùng 10 phút. Chiến thần điện chiến vô nhài thông qua dùng 12 phút. Kiếm thánh tông lăng sương thông qua dùng 12 phút. Thanh chức nữ Trương Đại Hùng thông qua dùng 14 phút. Triệu Thiên Tông Diệp Thanh Tông dùng 15 phút. Xem ra mọi người gần như đều tỉnh lại rồi. Độ khó cửa ải này còn được đó chứ. Ý, tôi nói Lý Vân Mục. Đây, Lý Vân Mục à? Hả? Lý Vân Mục. Phải làm sao vậy? Lý Vân Mục hẳn còn chưa tỉnh lại sao? Đã hơn nửa tiếng rồi, hẳn không phải thực sự không tỉnh lại được nữa đó chứ. Ê, Lý Vân Mục à, tỉnh lại.
Đừng động hắn. Nếu tùy tiện động hắn, hắn sẽ rơi vào địa ngục linh hồn đó. Bây giờ chúng ta không giúp được cậu ấy đâu, chỉ có thể dựa vào bản thân cậu ấy. Ây chà, cái khu rừng chết đi, rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Tại sao đi mãi không ra được? Rõ ràng núi ở trước mặt, tại sao cứ chạy mãi mà không đến được chứ? Cái gì vậy? Trời, sao lại là cái cây này? Chẳng lẽ mình ở đây chạy vòng vòng mãi? Ây, tức quá đi. Mình không tin. Tây này, Nam Phúc Sầu. Hả? Còn nữa sao? 10 phút sau. Hả? Trời ơi, không hết phải không? 20 phút sau. Mẹ nó, tức quá đi. Vẫn không thoát nổi cái chỗ sau này. Mệt quá rồi. Chết tiệt, chết chà nó. Cái khu rừng đáng chết đi, gặp quỷ sao? Cái cây đáng chết này ngươi khiến ta bực mình quá, biến mất cho lão tử đi. Ôi. Hả? Biến mất rồi. Chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ nói chỗ này... Quả nhiên mình không phải bị truyền đến không gian nào đó. Chỗ này là thế giới tinh thần của mình, hoặc là trong giấc mơ của mình. Cũng có nghĩa là thế giới này là do mình tạo ra. Vậy thì không có gì đáng sợ nữa rồi. Ngọn núi bên kia, tới đây. Qua đây cho ta. Lại dám chống đối ý chí của mình. Chỗ này quả nhiên là thứ không thuộc về chỗ này. Muốn chống đối mình trong giấc mơ của mình sao? Đừng có nằm mơ, ta mới là. Thần của thế giới này biến thành bóng bóng rồi. Trong đây còn có giấy đồ. Đây là mảnh vẫy. Chẳng lẽ đây là vẫy của tượng thần đó? Đây có là cái gì vậy? Chưa nhập rồi. Mình không cảm nhận được nó nữa. Mình mới còn nhận được cái rồi. Phiền phức quá. Thì đau đầu quá đi. Đi vào một. Tính lại rồi. Nửa tiếng rồi đó. Con tướng cũng không thể tính lại được nữa chứ. Nói mà bây giờ là tình gì vậy? Kiểm tra vòng hai kết thúc rồi. Những người ta kiểm tra vòng thứ ba rồi. Được. Vậy thì chúng ta vào qua đó rồi. Đi vòng một. Làm phiền tốt rồi. Đi chết đi. Cái gì vậy? Chuyện quá gì này? Đấy. Vì sao? Thế phát điều gì? Vì sao? Bởi vì quá chứ. Rồi. Từ khi cậu vừa vào phòng đại diện, nó đã nhìn cậu rất phụng thuận rồi. Đó là mọi người đều ghét cậu, nhưng cậu lại một bộ giận chẳng sợ cả. Người khác gì mà tức giận mà. Ta đã chủ động tiếp cận cậu, muốn tìm cơ hội giải quyết. Vừa đúng việc ta mời tới hòa nhập liên minh, ta muốn giúp hắn giải quyết cậu. Còn hắn thì thường dần trở thành một thượng đẳng. Đúng rồi, nói cho cậu biết một chuyện nữa. Thần Lý Bác Quần cũng là do ta giết đó nhờ. Cậu không phải thực sự tưởng rằng chỉ dựa vào một mình Diệp Thành có thể giết mọi chứ. Làm gì lộ ra cái biểu cảm thương tâm như vậy chứ? Có phải xem thứ là bạn tốt nhất chứ? Làm ơn đi, tớ là con của triệu phú, sao có thể bạn với loại người như cậu chứ? Được rồi, tiến cậu lên đường rồi.
Cổ cười gì? Thằng giả. Ngươi chết tiệt đó. Còn nói cái gì? Tôi là thằng giả. Tuy nhiên Trương Lệ Hùng trước giờ không gọi tôi là Lý Vân Mục. Ngươi nghĩ rằng thành người khác nói không chừng cách đánh lừa được ta. Nhưng duy nhất Trương Lệ Hùng tên đó không được. Tên đó hoàn toàn là người ta có thể vô điều kiện tin tưởng. Thế nên mọi thứ đều giả. Chỗ này có lẽ là mộng cảnh thứ hai vậy. Mình vốn chưa tỉnh lại. Lần này là sao nữa? Rồi chỗ này hiểu thật không sai rồi. Lý Vân Mục đến rồi, các cậu nhà rối thiệt đó, một chút cũng không quan tâm đến sự sống chết của tớ. Cái gì đáng lo chứ, cậu chắc chắn có thành vấn đề rồi. Đi thôi, nếu tỉnh lại thì chúng ta đến bên cạnh chờ thí luyện kết thúc đi. Làm gì vậy, lo tới giật cả mình à? Sao làm cái gì chứ? Tượng đá vỡ rồi, tượng đá sập rồi, tượng xà vua nữ y nứt vụn rồi. Xem ra có người rơi vào mộng cảnh tầng hai đồng thời còn thành công tỉnh lại à? Vả lại tiểu tử này còn lấy đi linh vị, sẽ là ai chứ? Xem ra miếng linh vị mình lấy được đó chính là nguồn năng lượng của tiện đá này. Đi rồi các vị, nhìn qua đây, nhìn qua đây. Nếu tiện đá đã nát rồi, người còn chưa tỉnh sẽ vĩnh viễn nằm trong giấc mơ. Vậy chúc mừng các vị ở đây, các cậu đã thành công thông qua vòng kiểm tra thứ hai, cuối cùng cũng sẽ tiến hành vào vòng ngày mai. Bắt đầu từ bây giờ mọi người có thể đi nghỉ ngơi rồi. Mảnh vẫy này rốt cuộc có thể làm gì? Tại sao Lý Linh Lùng lại không chút do dự chui vào chứ? Với lại sau khi chui vào liền kết với mình hoàn toàn bị cắt đứt rồi. Phòng tắm dùng xong rồi, cậu có thể đi rồi đó. Trước khi tắm tốt nhất ăn chút gì đi, ngất xỉu tới mặt cỡ cậu đó. Điều tôi muốn ăn mì. Ý, thành chủ à, tối như vậy sao người lại đến đây? Ngày mai chính là ngày kiểm tra cuối cùng rồi. Tôi cảm thấy nên nói các cậu biết mục đích thực sự của toàn vũ chiến lần này rồi. Hả? Mục đích chân chính là ý gì? Các người có lẽ đã phát hiện ra rồi, toàn vũ chiến năm nay khác với mọi năm. Không những không hạn chế người tham gia, vả lại không giống chế điệt quyết đấu mọi năm, mà là lựa chọn hình thức tấn cấp kiểm tra. Đó là vì vết đứt không gian đã xuất hiện rồi. Vết đứt không gian? Không sai. Các cậu biết tầng cấp cao nhất của hiện giả là gì không? Tầng cấp cao nhất không phải là chiến thánh sao? Nói vậy cũng không hoàn toàn sai, nhưng đối với môi trường trái đất quả thực là vậy. Theo ghi chép trong năm trước, có huyền giả vô ý phát hiện một vết đứt không gian. Trong vết đứt này có một mật cảnh lớn mạnh không thuộc về thế giới này. Chỗ đó đều là thứ mà không thuộc về trái đất. Các chuyên gia cũng không thể tra ra tác dụng của mấy thứ này. Mãi đến một ngày huyền giả vào vết đứt không gian đến chiến thánh, thứ hắn lấy ra từ trong vết đứt giải phóng ra nục năng lượng cực lớn. Hắn đã vượt qua tầng cấp chiến thánh. Mục đích chủ yếu của toàn vũ chiến lần này chính là chọn ra người vào vết nứt không gian. Đây là cơ hội hiếm có. Vết nứt không gian trăm năm mới xuất hiện một lần. Rất nhiều người cả đời không chờ được vết nứt không gian mở ra. Có nghĩa là cô muốn bọn tôi giúp cô đem cái thứ bên trong về phải không? Nếu như thứ trong vết nứt không gian quan trọng như vậy, tại sao các người tự đi lấy chẳng phải là được rồi sao? Vết đứt không gian rất không ổn định.
Một khi người vượt qua vết đứt đạt đến trên cấp hồng tinh, sẽ vì huyền lực quá mạnh sâu xé với năng lượng trong vết đứt, cả người đều sẽ bị vết nứt kéo đó. Chiến này rất hung hiểm, tôi sẽ không ép các cậu phải đi đâu. Nhưng mà các cậu phải biết, đây không phải chỉ là vì giúp tôi, đồng thời đây cũng là vì tương lai của bản thân các cậu. Thứ này để cho các cậu, nếu các cậu quyết định vào vết đứt không gian thì sẽ dùng tới. Cái này là kén tầm sao? Sáng ngày thứ hai. Chào buổi sáng mọi người. À bọn nhỏ. Tối qua ngủ ngon không? Ấy chà chà, ánh mắt người nào cũng đều vội như vậy sao? Được, vậy thì để tôi công bố vòng thi cuối cùng chính là thông qua hãn động này. Phương thức dị hóa hãn động này không có bất kỳ hạn chế gì, chỉ cần các cậu có thể sống sót đi ra từ đầu bên kia sẽ như là bản thân. Hoàn toàn không có quy tắc, mọi thứ xảy ra trên trồng đều được cho phép, bao gồm cả giết chết người bạn cảm thấy chướng mắt. Hả? Giết người sao? Nếu cậu không mạnh hơn người khác thì sẽ bị người khác ăn sống. Tôi muốn chọn ra huyền giả lớn mạnh chân chính nhất, giống như nuôi cổ vậy. Các cậu có 3 phút suy nghĩ. Vậy thì như vậy đi, chúng ta gặp ở bên trong bên kia hang động. Có phải chứ? Là vậy là đang làm cái gì chứ? Dù sao phần thưởng cuối cùng rất quan trọng, mỗi người đều muốn. Nếu người thắng đều là một tầm một, vậy thì không phải một nhà độc lớn rồi sao? Đây thật không quá là có tính người. Rồi tôi không chơi nữa, chúng ta vào đi. Được. Tiểu mục mục, bây giờ vào thang sao? Hay là chờ thêm chút nữa? Tôi cảm thấy trong đây có rất nhiều vĩ thú cấp độ cấp cao, khá gắt đó. Chị Sương à, đại hùng ba chúng ta vào dò đường trước đi. Không thành vấn đề. Chiến lực của Sở Thành Vũ, Lâu Đặc Khiết và Lý Từ khá yếu, các cậu chờ ở ngoài một thời gian rồi mới vào. Bọn tôi sẽ cố gắng giết chết thú vĩ độ nhìn thấy để giảm bớt áp lực cho các cậu. Nhưng mà các cậu nhất định phải cẩn thận, dù sao nguy hiểm nhất định không phải là vĩ thú vĩ độ mà là người. Được, được. Tiểu Mục à, cậu ấy bất trì bất giác đã trở thành một người chỉ huy rất xuất sắc rồi. Được rồi, các vị, tiếp theo chính là cuối cùng rồi, đừng có chết nữa nhờ. Chúng ta đi. Thú vị độ ở đây thật không đơn giản, toàn là trên kim tinh. Cẩn thận một chút, tôi cảm thấy phía trước hình như có hơi thở rất không bình thường. Hả? Có người đang kêu gào. Úi trời, ui vãi, một con gì vậy? Rồng à, rồng này cũng lớn quá rồi. Lần này phiền phức rồi này. Cái thứ gì đây? 10 người chúng ta cột lại với nhau cũng không đánh lại nó đâu. Hướng cửa hả? Chỗ này thật là đáng ghét thiệt đó. Tối này nhìn mực, cái gì nhìn cũng không rõ. Thật là may mắn, cả đội đều là con gái hả? Đắc thủ rồi. Tình lạc trảm. Rồi xong, chia đôi. Không ngờ cậu sát phạt quyết đoán như vậy. Vĩnh viễn đừng để lại bất kỳ cơ hội đánh trả nào cho cái rình của cậu đâu. Đây là tiểu mục đã dạy tớ. Hả? Cậu có phải ngay cả chút giác ngộ này cũng không có đấy chứ? Chỉ vì muốn đứng cạnh bên cạnh tiểu mục mục mà cậu nói cậu biết người muốn đứng cạnh tiểu mục mục không chỉ có mình cậu đâu. Hả? Cậu tưởng cậu là ai? Một cậu, một tiểu mục, ồ chết đi được à? Hả?
Hai người này thật có vũ khí. Sao hả? Không phục sao? Muốn so không? Tớ nói cậu biết, tớ so cậu, so với cậu còn thích Tiểu Mục Mục hơn. Nói về tâm ý và giác ngộ, cậu không thắng nổi tớ đâu. À, thật là thảm quá đi. Xem ra là đá chọi đá không được rồi. Vẫn chỗ này không có thi thể của Diệp Thịnh. Nhất định có cái khác có thể thông qua chỗ này. Ở đó, phía sau con rồng đó có lối ra. Cũng có nghĩa là chúng ta chỉ cần nghĩ cách vượt qua con rồng này là được rồi. Vốn không cần đánh ngã nó. Nếu vậy thì dễ làm rồi. Tuy ta không giết được ngươi, nhưng mà muốn giết ta cũng phải bỏ ra chút sức rồi. Con biết chơi lửa. Vậy ngươi xui rồi, đóng vào họng súng rồi. Triều Dương Đại Việp. Lửa à? Trời ơi, nóng chết đi được. Hả? Bị giết rồi sao? Làm cái gì đó? Ai, ta không thể để người ta nói hết lời mà. Chứ còn chưa nói ra mồm nữa nè. Một cơ hội giả ngầu tốt lành như vậy mà để lãng phí rồi. Ngại quá, cho qua nhà. Thì bỏ đi, vô dụng thôi, cứ phun lửa hồi không tốt đâu. Dạ, thôi. Ê, hai cậu, cậu mau đến đây đi, không khó đâu. Nói thì nghe dễ dàng, có ý tưởng ai cũng giống như cậu ấy sao? Ổn chết cũng không có tác dụng gì, đều phải qua thôi. Mắt Alicia. Tốc độ tấn công của trồng đại khái khoảng 0.67 giây. Tốc độ phát động phun hỏa khoảng 0.84 giây. Kết hợp thêm thói quen nó đi rửa. Tôi thấy rồi, chỗ đó chính là con đường có thể đi rồi. Đúng là con mắt lợi hại. Con mắt này có thể phán đoán được trước thời gian. Bingo, xem ra tính toán của mình là đúng. Xem ra không đúng rồi. Nhanh hơn 0.2 giây so với dự tính. Không ổn rồi. Nó khạc lửa rồi kìa. Đại hung. Ai, lúc này nguy hiểm thật đó. May mà cái con người ta chỉ thích đánh trận có đảm bảo thôi. Vì bản thân tính thêm 0.5 giây, thời gian sai sót rồi. Ngại quá, mượn đạp một chút nha. Ta đã quá ải rồi. Con mắt đó của cậu tốt thiệt đó. Cái gì cũng có thể nhìn xuyên sao? Đương nhiên rồi, bất luận là nội tâm của cậu hay là chiêu thức của cậu, tớ đều có thể nhìn thấy. Hả? Đại hùng đều quá rồi. Ây, chị Sương à, mau qua đi, không khó đâu. Trời, sao mình phải hành động với hai cái tên có năng lực đặc biệt này chứ? Nhưng mà có cách gì đây? A bảo mình làm chị chứ. Chị thì phải chiếu cố em rồi. Được, qua rồi. Chị Sương, cẩn thận phía sau đó. Chuyện này được đăng sớm nhất trên bảo tàng truyện tranh. Nếu em nào muốn coi sớm nhất thì cứ vào ghé vào trang web đó nhé. Không ổn rồi. Đưa tay cho em mau. Không được, không kịp rồi. Ý à, xin lỗi dạ. Mượn em đỡ một chút. Hả? Tự nhiên làm chị bán em cũng là quyền đặc biệt. Quyền đặc biệt mà cô ấy có. À mẹ nó. Ý trời ơi, tức quá đi. Sao chị có thể làm thế với em chứ? Ai được rồi, được rồi, đừng có giận đứa bà. Lúc đó tình hình nguy cấp cho nên chị người ta còn chưa chuẩn bị phát công nữa. Lúc nãy xếp chút nữa là chết rồi. Thiệt là chị đừng có ngăn ở trước mặt em nữa. Cái gì? Rõ ràng em ngăn mặt. Ngăn trước mặt chị mà. Cái con người này sao cậu lại đáng ghét như vậy chứ? Cậu mới thật là âm hồn không tan đó. Nếu mình cũng có thể như bọn họ thả bay bảy tầng thì tốt rồi. Tớ muốn xem cậu là muốn đánh nhau.
là cậu muốn thì có, nếu muốn đánh lúc nào tới cũng hầu. Hả? Làm cái gì vậy? Hai người họ có phải chung một đội à? Ai, cuối cùng cũng bắt đầu rồi, tất cứ đợi mãi cái này à. Ui da. Thiết sơn giữa. Còn ngay đó làm gì? Chết rồi mặc kệ cô đó. Lo chuyện báo động. Đây, đây định phun lửa sao? Cái đồ ngốc, mau chạy đi sẽ chết đó. Bình, thôi xong. Lều đặc khiết, Lý Tư. Thiên tuyệt, tam thập lục thế. À, hiểm thật, xếp chút nữa thì không kịp rồi. Sở Thanh Vũ, các người đi trước đi, tôi tự bỏ cuộc thi rồi. Ba người các người, các cậu dựa vào thực lực không thể thông qua con rồng này, chứ giữ mạng đã mất sức như vậy rồi, không cần phải đi tận mạng nữa. Yên tâm đi, tôi sẽ mang luôn phần của các cậu về. Cảm ơn. Thật công cam tâm à. Mình rõ ràng đã rất cố gắng biến mình, rõ ràng đã quyết tâm muốn đuổi kịp bước chân của cậu ấy mà, kết quả vẫn không được thật sao? Thật không cam tâm. Nếu không cam tâm, lần sau biến mạnh hơn chẳng phải là được rồi sao? Ít nhất cậu cũng có dũng khí đuổi theo. Chúng ta đi thôi, lối ra có lẽ sẽ cách đây không xa. Ra rồi à? Đây chính là vết nứt không gian. Rốt cuộc có an toàn không vậy? Ây da, lại còn 3-40 người à? Nhiều hơn so với dự tính của ta hả? Chúc mừng các vị đã thông qua vòng kiểm tra vòng 3. Vậy có phải bây giờ chúng tôi có thể vào trong vết nứt không gian gì đó rồi không? Đừng vội, ta đang muốn nói. Muốn vào vết nứt không gian có hai loại phương án. Loại thứ nhất là chờ thêm một tiếng nữa, lúc đó năng lượng trong vết nứt không gian sẽ ổn định, toàn bộ người đều có thể loại, có thể vào. Loại thứ hai, bây giờ vào vết nứt không gian, nói không chừng có thể vào 8 người. Sau đó năng lượng của vết nứt sẽ bị lấp đầy, lại có người vào nữa, sẽ chết. Rốt cuộc muốn làm thế nào là do các cậu quyết định. Chúc các cô cậu may mắn nhờ. Nếu chờ thêm một tiếng nữa, mọi người đều có thể vào. Vậy sao không chờ chứ? Người nói phải không em gái lớn? Không dễ như cậu tưởng tượng đâu. Mọi người cẩn thận, đây không phải là khởi đầu tốt gì đâu. Hả? Chờ một tiếng thôi, chờ chút là qua rồi. Phải đó, chờ một chút đi. Một lũ ngu, muốn chờ các người tự mà chờ đi. Hả? Bổn đại gia không chờ con các người. Thành rồi. Ý, xẹt đứt đầu. Hả? Chuyện gì thế này? Ai thả phá quan? Được đó, lại muốn một mình chạy vào trước sao? Muốn chết mày đó. Lão tử không chờ nữa. Đệ tử tốt, ta biết người không thật thà mà. Giả cái gì chứ? Xem ta xem ngươi nhất định có muốn vào trước không. Muốn thì ta vào trước. Đi chết đi. Quả nhiên lại như trước rồi. Ta đã nói mà, làm gì có đại đạo chi hành thiên hạ vi công. Chỉ có là người không vì mình, trời chu đất diệt. Người vào đầu tiên là của khê nước là ta. Hả? Ai trời, sao còn đánh nhau nữa vậy? Thật không chờ nữa sao? Còn chờ, bây giờ đã biến thành tình hình thứ hai rồi. Cút cho ta. Tránh ra, đừng cản đường. Cái con đàn bà này không muốn chết thì tránh ra cho ta. Một chiếm. Hả? Nhị vần mục,
Bây giờ phải làm sao? Chị bà, Đại Hùng nhắm chuẩn thời cơ vào khe nước đi. Với con cậu, tôi hả? Mặc kệ tôi. Tôi còn có chuyện chưa làm. Tôi luôn chờ thời khắc đây rồi. Hồng Xích Liên. Một đám phế vật, ai cũng đừng hòng sống sót. Là ai? Tôi đã từng nói rồi, tôi sẽ đến lấy đầu chó của cậu. Lý Vân Mục thuộc Lâm Kiên, tôi muốn cậu nở máu trả máu. Tí tin giờ, mấy cái câu này tôi sẽ trả nguyên vẹn lại cho cậu. Phổ La Mễ Tư Tu Tư Chi Viêm. Phổ La Mễ Tu Tư Chi Viêm. Viêm Long Tiếu. Viêm Long Tiếu. Hai thằng ngang cơ. Thời cơ tốt, nhân lúc này giết chết họ. Xích Hồng Liên. Khốn nạn, đi chết đi, trả mạng sư phụ ta đây. Người cũng xứng sao? Thời gian dài như vậy, ta mãi chờ một cơ hội để giết ngươi. Ta cũng sớm đã ngứa răng ngươi rồi. Có bản lĩnh thì nhào vô, ta sợ ngươi sao? Thiên ngu. Úi trời, không ngờ hai người này ngang cơ. Nhưng nhấp một cái để nhớ là lâu quá rồi á. Thằng này có năng lực bóng nhưng ít khi sử dụng quá. Nghĩ lại cũng nực cười thật. Cô mở miệng là nói muốn báo thù, nhưng trên thực tế thì sao? Hai ta dùng chiêu thức giống nhau, mục tiêu giống nhau, cho nên cậu chính là tôi, mà tôi chính là cậu. Một chém. Đúng là một trò cười. Đại Hùng, bên này chúng ta phải nhanh lên một chút. Tiểu tử của Điện Chiến Thần đã vào rồi. Tiểu Mục Mục Độc, thế mới không thấy cậu ấy. Cậu ấy nói kẻo ấy còn có việc phải làm, bảo chúng ta vào trước đi. Y tập đi, dựa vào cậu ấy không thành vấn đề. Tiểu Mục Mục. Được, đi thôi. Hả, lại có hai người vào. Giờ chỉ còn lại 5 chỗ rồi. Phụ là mế tư chi viêm. Hai chúng ta là cùng một loại người. Đúng là đang tự giác mặt mà giác vàng lên mặt mình. Đừng có chọc cười nữa. Ngươi và ta dùng chiêu thức giống nhau. Ngươi báo thù cho sư trưởng của ta, ta báo thù cho người yêu. Chúng ta vốn đang làm chuyện giống nhau. Vậy thì sao chứ? Ta chính là ta, khác với loại người gian xảo như ngươi. Phải, ta không phải danh môn chính phái. Vậy còn ngươi, ngươi thì phải sao? Ngươi lúc nãy chẳng phải còn đang dùng người khác để ngăn tấn công thầy ngươi sao? Trịnh ra cho ta. Em gái hủy diệt à, bên này. Cái con tin tin ngươi, đừng có chấn được. Thôi, tiêu rồi. Thiên tàng mà băng. Hả? Tức là chướng mắt. Diệp Thiên Tuyết. Ngay ra đó làm gì? Mau lên. Lại có ba người nữa vào rồi. Đạn chết, sắp hết cơ hội rồi. Không sai, ta không phải người vô tư dân hiến gì cả. Ta cũng không phải người tốt gì, càng không thể làm anh hùng. Lý Vân Mục, ngươi cũng vậy. Ta xung tiện tinh tế lợi mình, mọi hành động đều đang phục vụ vì bản thân ta. Nhưng cho dù là ta như vậy thì vẫn gặp được một đám người khiến ta muốn đi bảo vệ và nguyện ý bảo vệ ta. Cho nên chúng ta không giống nhau. Tài phú mà ta có là thứ người không có. Nhưng
Nếu ngươi không cẩn thận động đến những thứ này, bất luận là ai, hắn đều phải chết chắc. Nghiệp hóa, bớt nói nhảm đi. Nghiệp hóa. Liêu Nguyên, hừ. Cái gì? Trên đó búa vây minh huyền lực thuộc tính lỗi. Tiểu tử này có hai loại thuộc tính sao? À, tiêu rồi. Tức là tiểu tử phiền phức. Ta không phải là bảo mẫu của cậu đâu. Nhậm nha. Cái gì? Cậu vào khe hở trước đi, chỗ này giao cho tôi. Nhưng chuyện tôi hứa với cậu sẽ làm được, cậu đi trước đi. Bắt đầu từ vòng 1 tôi đã cảm nhận được cậu không ổn rồi. Cuối cùng cũng không giấu được đuôi hồ ly nữa rồi sao? Cậu tuyệt không thể nào chỉ là một tôm tép của Triệu Thiên Tông. Chỉ dựa vào năng lực cùng với thái độ Diệp Thành đối với cậu thì biết rồi. Thật là một tiểu quỷ cảnh giác à. Loại tiểu quỷ như cậu tôi ghét nhất độ. Nhưng cũng tốt, kẻ địch chân chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Bộ quần áo biến hình này tôi mặc đủ rồi. Bộ quần áo này thật là khó chịu chết đi được. Ngươi không phải là đại diện của thần thánh thiền giáo sao? À không. Đó là em ta. Tự giới thiệu một chút nha. Tên ta là Cappe von Emerenda. Chắc là tên Pháp, nhưng mà mình đọc không kính được. Giáo chủ thần giáo thiên giáo thập quan thánh quan thập tử. Tại sao lỗi nhân vật lớn như người lại sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn quá, đương nhiên là vì hoàn thành kế hoạch của ta rồi. Do đó ta mới hợp tác với Triệu Thiên Tộc, đồng thời đem tu vi của mình từ chiến thánh hạ đến hồng tinh, chính là vì hoàn thành hồng đồ đại nghiệp trong lòng ta. Cuồng đau, lão già người rốt cuộc có kế hoạch gì? Yến tước ờn tri hồng châu chi khí. Cái gì? Đại nghiệp của ta tại sao lại là cái loại dốc? Ngươi có thể hiểu được chứ? Thánh hoàng thẩm phán. Hơn nữa phản phái thường chết và nói nhiều, ta mới không nói cho người biết. Sinh mệnh của người sắp kết thúc ở đây rồi. Đỡ được rồi. Xem ra trên người của chung kim chung thiếu, chiêu này nhất định sẽ đánh xuyên ngươi. Thần thánh cực quang. Đây là cái gì? Trời ơi, bắn như tia laser vậy. Chưởng lực mạnh quá. Trúng chiêu rồi. Chắc thêm 2-3 phút nữa thì tìm người sẽ gần đập rồi nhỉ. Hắn thực sự chỉ là từ gián đến hồng tinh. Kỹ pháp kinh nghiệm chính là cấp bậc chiến thánh thực thụ. Hai ta vốn không cùng một cấp bậc. Nếu ngươi muốn chết rồi, vậy ta nói ngươi biết một chuyện nha. Thầy của ngươi không phải Diệp Thành giết. Ngươi giết ông ấy là tà độ. Dựa vào thực lực của Diệp Thành sao có thể giết được giả khuyển của loài mình? Được rồi, ta cũng nên vào khe hở rồi. Cậu ở đây từ từ mà chết đi nha. Đắc thủ rồi, thứ hạng cuối cùng là của ta. Trời, đứt đầu luôn. Lúc nãy hình như có một người vào bên trong đó rồi phải không? Vậy chẳng phải người còn lại không có cơ hội được nữa rồi sao? Chẳng lẽ phải từ bỏ hay là cược thêm một lần nữa? Năng lượng khe hở bắt đầu không ổn định rồi. Bỏ đi, tỷ lệ sống sót chỉ có 20%, quá thấp. Tôi không cược nữa đâu. Dừng lại đi,
cả người cậu đều là máu, đừng có cử động bừa thì tốt hơn. Hả? Vào thôi. Tên đó ngay cả đứng vững cũng không đứng nữa, hắn muốn làm gì? Hắn không phải là muốn công vào khe hở đó chứ? Bây giờ tỷ lệ sống không đến 20%, người làm như vậy không phải điên thì là khờ rồi. Đã giác ngộ rồi, phải thi cược mạng đi. Bước vào luôn. Cơ thể của bạn đã bị hỏng nặng, kiến nghị bạn phải tiêu hao 2 vạn không tái tạo nguyên lại cơ thể. Sức mạnh của khe hở không gian mạnh quá, chỉ dựa vào công pháp phòng ngự vốn không chịu nổi. Hệ thống, tạo lại cơ thể cho ta. Sắp bị xé nát rồi. Được, đã tạo lại cơ thể cho bạn. Nguy hiểm thiệt đó, xém chút nữa thì tiêu rồi. Chỗ này chính là thế giới sau khi xuyên không, xuyên qua khe hở. Sao chỉ có một mình chứ? Bắt được rồi. Trời, làm cái quỷ gì thế hả? Cái quỷ gì vậy? Đạt thủ rồi, trên sách sử ghi quá nhưng không sai, trên trời thật sự sẽ rơi đàn ông xuống. Lập tức vào hẳn cho nữ hoàng đại nhân. Ở bên ngoài có ai không? Mau thả ta ra. Ai vốn không nghe tiếng người, triệu dương đại viêm công. Thiệt là một chút tình ý cũng không có, cho dù là muốn dùng túi vải trùm ta thì ít nhất cũng phải đổi thành màu hồng mới phải chứ. Trung bố, chui ra phía sau. Long viêm long tiếu. Trên sách sử gỡ viên ghi không sai, đàn ông có thể sử dụng ma pháp. Cái gì mà đàn ông, đàn bà ma pháp, không ma pháp gì chứ? Ôi trời, một cước giăng hơi cao đó. Mạnh quá, sức chân này. Thêm một cước nữa. Ôi trời, hơi bị thấm nha. Khốn nạn, đâu chết ta rồi. Người đàn bà này quái lực vật cấp bậc trên siêu huyền giả. Giống như sách sử ghi vậy, đàn ông đều rất yếu. Ta không có thời gian ở đây đấu với người đàn bà sức quái như ngươi cô đâu. Đi đi, số 1, giải quyết cô ta. Số 1 cũng không si nhê. Có thứ gì đó đang tấn công ta. Quái lực nữ này không nhìn thấy số 1 à? Chẳng lẽ cô ta không có huyền lực? Bỏ đi, mặc kệ cô ta, lánh đi trước mới được. Tôi không có thời gian dây dưa với loại người này đâu. Úi trời, cái gì vậy? Trời ơi, này mẹ nó, này rốt cuộc là cái quỷ gì chứ? Một người đàn bà khổng lồ. Rốt cuộc đây là thế giới kỳ lạ gì? Nữ kiềm càng rơi từ trên trời xuống. Ôi trời ơi, số 1 bảo vệ. Một chém. Cảnh báo, cái bóng số 1 của bạn đã chết. Cô ta có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Ủa, hình như chém trúng cái gì đó rồi. Nữ vương tóc sàng à, người không sao chứ? Tóc sàng ớt, cái quỷ gì vậy? Đây là nữ vương sao? Và lại một nhát vừa nãy dựa vào cảm giác mà chém à? Họ thật sự quá mạnh rồi. Mình vẫn là mau chuồn đi. Ủa, đây chính là đàn ông sao? Tại sao cảm giác giống như đang rơi vào thế giới của phụ nữ vậy trời? Hành tây, đang nói chuyện tùy tiện với đàn ông nữa. Trên sách sử từng nói đàn ông là sinh vật thô bạo. Không sao đâu, chị Hát Gia Luân à, chị xem hắn rất ngoan. Em xem đi. Ui sợ quá đi. Ớt, hành tây, cá mực, còn có Hát Gia Luân nữa. Chặn hắn lại cho ta, không để có người, không thể có người chạy nữa.
Dạ, bị bao vây tứ phía rồi. Hứ, trời, cô ta muốn bổ trời ra luôn sao? Một chém, người không có huyền lực có thể làm đến trình độ này sao? Quá biến thái rồi. Chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Làm ơn đi, đại lão. Đừng quấy rầy cô ngủ trưa nữa. Nhà đầu này thật cường tráng hả? Ồ, đây chính là pháp thuật của người đàn ông sao? Ngầu thiệt đó. Đại lão à, tôi bị người ta hiếp đó. Mau đánh giúp, đánh cô ta giúp ta đi. Người là phiền trẫm nghĩ người, con báo trẫm giúp người. Đại lão à, ta là tiểu đệ của người, người đương nhiên là phải bảo kê ta chứ. Cô ta đánh ta chẳng phải đánh mặt người sao? Người nói cũng có lý hả? Vậy cô giúp ngươi vậy? Chờ người chết đi rồi xem lão ta, đại lão của ta làm sao xử các ngươi đi. Chính là vậy đó. Đại lão à, đè bẹp của ta đi. Cái gì? Trời, đúng là bá đạo rồi. Người đàn bà này rốt cuộc cái lai lịch gì chứ? Chiến xe. Ôi trời, thôi rồi, chữ của ta. Ý đại lão hà, sao người đi rồi? Giúp ta đánh cô ta đi chứ. Người đàn bà này dữ quá đi, người tự nghĩ cách đi. À, tôn nghiêm cường giả của ngươi đâu? Sức mạnh hiện giờ mình giải phóng vốn đánh không lại cô ta, ngươi tự cầu phúc đi. Ôi da đau quá. Một cước nữa. Ôi trời ơi, địa ngục trùng đau. Kỳ lạ, người đâu? Có phải là bị ta đập thành thịt tương rồi chứ? Ý, Hồng Liên. Ừ. À, nông ba. Lừa gạt mà. Tiểu hiệp à, thật là thân thủ tốt. Ta bây giờ toàn thân không thể cử động nữa. Nhất định là ma pháp lúc nãy đã khiến ta nội thương rồi. Ta sắp chỉ bao giấc ngủ. Nếu có một nụ hôn của hoàng tử có thể thức tỉnh ta. Nào, đừng có vì ta là một đóa họ yêu kiều thì thương tiếc ta. Come on, bao bối của ta. Không đánh nữa, ta đi đây, tạm biệt nha. Hả? Ê, đúng là cái đám người này có bệnh rồi. Không được nha, người chưa thể đi được. Làm cái gì chứ? Không phải nói ta đánh thắng rồi sao? Theo quy định của bọn ta, nếu người đánh thắng nữ vương, vậy thì ngươi phải kết hôn với nữ vương. Hả? Ý. À, wow, lợi hại quá đi. Lần đầu tôi thấy có người có thể khiến nữ vương bị thương đó. À, mạnh, sức mạnh, mạnh quá. Người đàn ông này lại có thể khiến người lớn mạnh như ta bị thương. Tiếc là, tiếc là. Ngầu quá đi. Thật là một người đàn ông cường tráng. Tiếp tục. Ta không được rồi, ta nhận thua. Số 3 ở bên trên, phong tỏa hành động của cô ta. Số 2 tấn công từ bên mặt. Đạn chết, mấy cái thứ này là cái gì? Con biết ẩn thân tấn công nữa. Thì thật là phiền chết đi được. Hứ, bắt được rồi. Số 2, cảnh báo, cảnh báo, bóng của bạn đã chết. Tiếp theo chính là bên này. Số 3, bóng của bạn đã chết hết rồi. Hay, cái con cự thú này quá thật khó giải quyết rồi. Bốn cây rầu củ quả đó đều ở bên cạnh bốn mình, chỉ có thể liều thôi. Triều Dương, đại viêm công. Bị chặn luôn rồi. Lòng viêm tiêu. À, mà pháp của cậu giống với người đàn ông lúc trước rơi xuống quá đi. À, chẳng lẽ là Diệp Thanh? Hả? Ai muốn kết hôn với con gấu đó chứ? Có đang đùa ta sao? Nếu không cưới tôi,
sẽ bắt cậu vào trong đại lao đó nha. À, lúc nãy rõ ràng cô nói không cử động được mà. Dù sao tôi cũng không cưới con gấu đâu. Ai thích cưới thì cưới đi. Ê, thôi xong. Nói nhiều thật đó, mang về nhốt lại trước rồi nói. Ai thả ta ra, thả ta ra, con đàn bà tối nay mau thả ta ra. À, xin lỗi cho qua. Ê vô, Diệp Đình là bị nữ vương triệu kiến rồi. Phải đó, nghe nói lần này nữ vương có chuyện rất quan trọng muốn tìm tôi thương lượng. Sau khi mẹ qua đời, dựa vào cố gắng của bản thân làm đến đại thần, quả nhiên là một đứa trẻ tài giỏi. Ngoan ngoãn ở đây chờ sử vương sử cậu. À, ai mau thả ta ra, tao còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải đi làm. Thì bỏ đi, bất luận cậu gọi cái gì họ cũng không quan tâm cậu đâu. Hả? Bị bắt hết trơn rồi. Nếu chỉ dựa vào gọi là được thì bọn tôi sớm đã ra ngoài rồi. Đây là chìa khóa xích xiền này. À, hai người cũng ở đây sao? Lão ca này đến giờ vẫn tự kỷ à? Cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là do nữ vương đánh bại rồi bắt qua. Tình đó mạnh quá, mới chịu có hai phát đã ngất rồi. Má vương lão ca càng là một tát thì quỳ. Coi cậu. Tôi hả? Tôi nói là tôi đánh thắng cô ta rồi. Cái gì? Cậu đánh thắng rồi sao? Sau đó thì sao? Sau đó cô ta nói đánh thắng thì phải cưới cô ta. Ai may mà mình đánh thua. Chỗ này thật quá kỳ lạ rồi. Nghĩ cách tìm hiểu một chút đi. Chị gái nhỏ à, nhìn bên này đây, chỗ tôi có đồ tốt nè. Hộp quà Giáng sinh 3 tầng 50 cây son Tom Fury sao hả? Có muốn không? Hả? Đây là cái gì? Sao cậu lại có cái này? À, đương nhiên là các chị gái nhỏ đều thích son. Sao hả? Những thứ này đều tặng cho cô đó. Ừ, đây là son hả? Tiện hơn ngày thường chúng ta sử dụng nhiều rồi. Nhiều màu quá đi. Oh my god, mua nó đi, mua nó đi. Quả nhiên, bất luận trên thế giới nào thì đàn bà không thể cự kháng thể cự son được. Chị gái nhỏ này, mấy cái thứ này đều có thể tặng chị. Có thể nói cho tôi biết đây là đâu không? Chị gái nhỏ, mấy cái thứ này đều có thể tặng chị. Có thể nói cho tôi biết đây là đâu không? Trên đường này vì sao tôi chỉ nhìn thấy đàn bà, ngay cả đàn ông tôi cũng không thấy vậy hả? Hả? Đây là nữ hòa quốc, chỉ có đàn bà không có đàn ông. Hả? Cho dù có đẻ sơ sinh chào đời thì cũng đều là con gái thôi. Nhưng mà cũng biết từ bao giờ, cứ cách 150 năm sẽ có một đàn ông từ trên trời rơi xuống. Cho nên chúng tôi đều sẽ đúng giờ canh ở đó bắt đàn ông rơi xuống. Nhưng mà các người không có đàn ông sao lại có thể có trẻ sơ sinh? Chỗ của các người có bung hả? À phải rồi, nói với các người thêm một quy tắc ở cho chúng tôi nha. Ai, cô ta sen quá rồi. Xem ra đây là bí mật của họ rồi. Ở chỗ chúng tôi, người càng mạnh ngực sẽ càng to. Giống cái loại như tôi đó, không phải là rất lớn, chỉ có thể canh chừng nhà lao thôi. Muốn đi làm hộ vệ quá đi. Hả? À, cái này không tính là to hả? Hay là tôi tặng cô thêm một ít độ ngực, cái gì cô cũng có đây nè. Thì tôi bắt đầu trông chờ rồi. Hả? Vậy cái này mặc lúc động phòng đi ha. Nữ vương đại nhân à, tôi đến rồi. Ai vô là Tiểu Đình à, con đến nhanh thiệt đó. Nữ vương đại nhân à, tiểu có việc gì? Hôm nay không phải ta đi bắt đàn ông sao? Vốn nhìn trúng cái tên tính cưới về, ai ngờ hắn không chịu. Còn thằng mình có nghĩ cách xem là sao thuyết phục hắn đi. Ngoài tường để xảy ra chuyện gì vậy? Hả?